chào các bạn nha, mình là Hùng nè. Hôm nay mình có một cái clip là làm giường tầng nha các bạn. Hôm nay mình làm một cái giường tầng cho con gái mình. Nói chung là gái mình đạt học sinh xuất sắc á, nên mình làm cái giường tầng để tặng cho con gái mình nha. Thì con gái mình nó thích cái giường tầng nên mình làm mình tặng cho con gái mình cái giường tầng nha các bạn. Các bạn nói chung mình làm gần đường quá nên nó hơi ồn, tiếng xe qua lại hơi ồn, các bạn xem thông cảm cho mình nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái giường tầng cho con gái mình nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình nha các bạn nha. Thì các bạn, bữa đây mình đã hoàn thiện xong cái giường tầng nha các bạn. Đó thì anh Bò anh đang hàng cái lan can á. Còn cái mặt bên đây là nó vô vách rồi, nó dựa vô vách nên mình không cần làm lan can nha. Chỉ làm lan can ba mặt. Mặt trên, mặt dưới với lại cái mặt trước thôi. Chừa một cái khoảng trống để cho mấy em nhỏ nó đi vô nha. Đó, ở trên cũng vậy. Mình phải làm lan can để lỡ mấy em nhỏ nó ngủ nó lăn sợ té. Một lát nữa mình sẽ làm một cái cầu thang từ chỗ đây xuống, để cầu thang đó để cho mấy em nhỏ trèo lên đó. Còn cái này là lát nữa mình sẽ con ốc nha, con ốc lủng qua, con ốc xuyên qua để bắt ốc. Nói chung mình làm cái giường này là không phải hàng chết mà mình làm sống nha, để mình tháo dỡ cho nó dễ. Ví dụ như nhiều lúc cái cửa phòng người ta nhỏ quá là người ta không có bưng cái giường vô được. Mình phải làm, mình nói chung mình hai cái hông mà mình làm chết nè, còn cái trên, cái tầng trên với cái tầng dưới là mình làm sống để mà mình bắt ốc 4 góc vô cho liên kết lại cho nó cứng là được rồi. Đó, còn cái này mình chia mấy cái vạt này là nói chung mình chia nó hơi thưa, tại vì mình còn bỏ một miếng dán lên trên nữa các bạn. Bỏ một miếng dán lên cho nó lọt vô trong cái xung quanh này. Đó. Rồi bắt đầu mới bỏ niệm lên là mình nằm. Còn các bạn thích bỏ niệm lên luôn thì cũng được. Nói chung niệm dày xíu là được. Đó. Trên cũng vậy, ở trên mình cũng bỏ dán vô xung quanh. Rồi bắt đầu mình mới bỏ niệm lên mình nằm. Đó. Còn cái này mình chưa có sơn nha, nếu mình sơn lên thì nó sẽ do mình đen hàng, mình chưa mài chưa sơn. Nếu sơn lên thì nó sẽ rất đẹp nha mọi người. Thì hình thức giường tầng thì nó chỉ như vậy thôi. Nói chung là Hùng chỉ làm review cho mấy bạn nào mà mới biết làm với lại mới vô nghề để các bạn nó học hỏi, các bạn nó làm. Còn các bạn nào đã biết nghề rồi thì cho Hùng thông cảm nha, cho Hùng xin lỗi nha, thông cảm cho Hùng nha. Rồi thì đó, giường tầng thì nói chung mẫu này thì cũng đơn giản, nói chung làm cũng không có cầu kỳ lắm, nhưng mà nó chắc chắn là đẹp, không cần phải màu mè. Như vậy là đơn giản, giường tầng chỉ là đơn giản như vậy thôi, sơn lên nữa là đẹp. Đó thì cái giường này Hùng làm bằng 36, Hùng làm bằng hộp 36 xung quanh, rồi Hùng đi cái hộp 24 bằng 24, rồi Hùng bỏ cây 13,6 lên nữa là nó sẽ là thành 3,6, rồi nó còn dư 3,6, nó còn dư 2,3 là mình bỏ dán 1,2 lên nữa là vừa nha các bạn. Đó, cho nó dán nó khỏi bị trượt qua trượt lại. Nếu mình làm bằng là mình bỏ dán lên nó sẽ cao hơn cái giường, nó sẽ bị trượt qua trượt lại, nó rớt dán ra ngoài nha, thì rất nguy hiểm nha. Đó. Thì Hùng cũng có tận dụng mới sắt cũ, nhưng mà không phải là cũ, thì Hùng sơn rồi, nhưng mà bây giờ Hùng cắt ra hàng lại thôi, chứ cũng không phải sắt cũ, còn như là sắt hóa hết. Đó. Thì hình thức nãy giờ Hùng cũng đã review cái giường tầng là như vậy nha các bạn. Thì nói chung cái giường này cũng dễ làm, cũng đơn giản, cũng dễ làm. Nói chung các bạn nào mà mới vào nghề ai cũng có thể làm được. Còn bạn nào mà chưa hiểu cái gì đó thì xem hết clip mình sẽ hiểu nha. Cái nói chung cái khúc này là đó, cái khúc này từ cái đầu đây nè, từ cái đầu này qua tới cái đầu này, qua phủ bị đầu này đó. Các bạn thấy mình chấm bon là lát nữa mình sẽ xả ra lại, mình bắt ốc thẳng qua đây thôi, chứ mình không có hàng chết nha. Đó, để khi mà mình di chuyển cái giường á, là nó di chuyển cái giường nó sẽ ráp sẽ nó dễ, chứ mình bưng nguyên một cái giường vô phòng ta, lỡ cái cửa ta có chút xíu người ta không vô được nha. Đó, nên cái giường này mình phải làm sống chứ không có là làm chết được nha. Ở dưới cũng làm sống luôn nha các bạn, trên vậy. Đó, cái khúc này nè, cái khúc hông cái đầu với cái đuôi á là nó hai cái đó là nó riêng. Còn cái tầng trên với tầng dưới nó riêng, là khi mình ráp mình bưng vô mình ráp. ốc vô là nó sẽ dễ dàng hơn nha. Còn mấy cái cây ngang này á, là các bạn hàng chết hết nha, hàng chết vô trong cái khung này đó là nó một dĩ nè, ở dưới cái lan can là một dĩ đó, còn cái đầu với cái đuôi là nó sẽ là một dĩ đó. Ở dưới cũng vậy đó, các bạn hàng chết hết dưới cái dọc cái ngang qua hai cái tầng này rồi hàng chết hết đi. Rồi khi mà bạn ráp, chỉ cần ráp ốc 4 góc là xong, là ok đó. Đó. Thì hình thức thì cái vườn Hùng đã review là nãy giờ cho các bạn nào mà mới học nghề nha, chứ còn bạn nào biết làm rồi thì thông cảm cho mình nha. Rồi mình xin kết thúc clip đây nha. Bye bye các bạn, hẹn các bạn gặp các bạn ở clip sau. Các bạn xem video rồi nhớ cho mình một like, một chia sẻ kênh cho mình, với nhớ bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh cho mình để theo dõi mình. Mình sẽ ra những cái clip khác mà để mình có động lực làm những clip hay hơn nha các bạn nha. Rồi bye bye các bạn.